Một câu chuyện kể về những đứa trẻ đường phố. Hằng ngày các em phải đối đầu với những công việc bé nhỏ. Lòng tin và nghị lực của các em đã tạo nên cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hỡi những tấm lòng nhân ái, hãy dang rộng cánh tay để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đã đem lại cho gia đình nó.
với đời. Cuộc sống ngày xưa nay chúng em cũng đã hết rồi. Cái anh tèo nhỏ giúp cuộc đời của các em thơ. Bởi niềm tin của con người vượt qua bão tố. Mà ngày hôm nay nó đã được ấm no. Cuộc sống giàu sang đã đem lại cho gia đình nó. Nó đem nghề dạy các em mồ côi ở thành, để các em kia kiếm được tiền ăn học với đời. Cuộc sống nghèo xưa nay chúng tôi cũng đã hết rồi. Các anh tèo nhỏ suốt cuộc đời của các em thơ. Bởi niềm tin của con người vượt qua bão tố. Đất nước giàu sang và những con người trí thức thông minh. Giàu sang và những con người trí thức thông minh. Đất nước giàu sang và những